Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Top Game Online. Và hôm nay thì cậu Vàng sẽ mang đến cho anh em một cái con game online mới có tên gọi là MU Đại Thiên Sứ H5. Tại sao có chữ H5? Bởi vì game này anh em có thể chơi trên điện thoại hoặc là chơi trên PC, trình duyệt web. Game hỗ trợ các bạn có thể chơi trên web hoặc là chơi điện thoại. Điện thoại thì các bạn có thể tải game bằng iOS, Android. Và nhắc đến MU thì thật sự thì có rất là nhiều game liên quan đến MU rồi, và MU Đại Thiên Sứ là một cái con game mà mình nghĩ là cũng khá là nhiều bạn quan tâm. Và bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm để xem là có đúng là con MU Đại Thiên Sứ này đáng để anh em trải nghiệm hay không. Có một điều rất thú vị, đó là con game này nó sẽ chơi theo cái kiểu game màn hình dọc nha anh em. Như anh em đã thấy trên màn hình, đây là cái giao diện đăng nhập và mình sẽ vào game ngay bây giờ. Và các bạn thấy là game màn hình dọc, tức là các bạn sẽ có thể cầm bằng một tay, cầm dọc tay, cầm dọc điện thoại ra và chơi thay vì cầm ngang. Rồi, chúng ta bây giờ mình sẽ đã vào được game rồi. Nhạc cũng lên rồi, bây giờ đã có nhạc lên, lúc nãy nó không có nhạc lên. Đây, gọi là MU thì bạn có thể tới đây để mua trang bị. Ok, mình cứ vào game đã. Game này chỉ có 3 lớp nhân vật, đó là Dark Knight, Darkwing Duck và Web. Nói chung là cũng 3 nhân vật rất là quen thuộc của MU thôi. Ở đây mình đã tạo sẵn một nhân vật pháp sư rồi. Game nó dịch là chiến sĩ, pháp sư và cung thủ. Rồi, ban đầu thì chúng ta cũng đi làm nhiệm vụ đánh quái. Đây là một cái game H5 nên là nó ưu tiên là lối chơi nó rất là dễ. Đưa vào thanh kỹ năng, bạn có thể nhấp vào đây để thay thế kỹ năng. Và bây giờ thì mình đang đi làm nhiệm vụ để cày cấp. Về cơ bản là mình thấy nó cũng, chúng ta sẽ phải test thêm, trải nghiệm thêm, bởi vì game này nó màn hình dọc nên là nó không thể hoàn toàn giống MU Online hồi xưa được. Tuy nhiên là mình thấy là nó cũng đấy, ít ra là chúng ta sẽ có đến thành chính là chúng ta cũng có thành Lorencia này, cũng mặc trang bị các thứ này. Đó, đây là bảng hệ thống kỹ năng, và thậm chí là sau các bạn có thể chuyển chức, tức là reset, tức là cũng có chuyển sinh các thứ. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cứ tiếp tục trải nghiệm để lên cấp đi, để xem nó có cái gì hay ho hơn không. Đấy, giao diện game như thế này đây. Game trên màn hình dọc nên là nó tối ưu giao diện rất là tốt. Mình thấy là giao diện rất tốt. Chúng ta sẽ có toàn bộ những cái thanh kỹ năng, tính năng nó ở phía dưới này. Thanh máu nhân vật ở bên này nó nhìn hơi bé một tí. Đây, bản đồ đây. Chúng ta cũng có những cái bản đồ rất là quen thuộc của MU như kiểu Lorencia, Deviance. Rất là nhiều. Thậm chí là những cái dungeon, những cái hầm ngục để đi đánh quái săn boss đầy, khá là đầy đủ. Để chính xác hay không, để nó có giống chất MU hay không thì chúng ta sẽ phải trải nghiệm thêm, như kiểu các tính năng hay là đây cái chiêu thức này hay là hệ thống quái mình thấy cũng khá là giống MU đấy. Có một số bạn bảo là game MU trên di động bây giờ nó không giống MU hồi xưa, tức là MU hồi xưa là không có nhiệm vụ, hồi xưa chỉ có đi cày cuốc cắm chuột đánh quái thôi. Nhưng mà anh em phải hiểu đó là game bây giờ nó thay đổi rồi, nó không còn như hồi xưa. Hồi xưa là các cái tính năng nó thiếu, với cả nó đơn giản là nó chỉ có cày cuốc thôi. Tức là ông nào mà hồi xưa chơi MU rồi online có thể là sẽ không thích kiểu dạng game như này, tức là chỉ có đi làm nhiệm vụ lên cấp, ít farm quái. Nhưng mà hồi xưa chính vì hồi xưa không có tu nên anh em mới phải kẹp chuột, có cái trò cắm tăm vào chuột ấy để cày. Cho nên là việc ra đời cái tính năng auto mình nghĩ là một cái bước ngoặt rất là lớn của dòng game MMORPG trên thế giới hiện nay. Nó sinh ra thay vì anh em phải kẹp tăm vào chuột để đánh, để cày, thì chúng ta là có auto, có macro hỗ trợ tận răng. Thế nên là game online về sau là bao giờ cũng có auto, nhất là game trên di động. Game trên di động là chúng ta không thể liên tục ấn vào màn hình được, rất là mỏi tay. Và không phải lúc nào cũng ngồi cầm điện thoại mà chơi liên tục được. Thế nên là nó có tu. Mở khóa nhân vật 2 là như thế nào nhỉ? Bây giờ mình sẽ chọn một nghề nhé. Mình sẽ chọn kiếm sĩ xem nào. Nhân vật thứ 2. Các bạn chọn một nhân vật đầu tiên, nhưng mà các bạn có thể chọn nhân vật 2 luôn này. Và nhân vật 2 này nó cũng không có trang bị gì cả. Đây có đây. Nó phải load một lúc bởi vì nó vừa chơi vừa load.
2 vào này. Cái lớp nhân vật 2 này nó có tác dụng gì không? Lắp cái đồ này nè. Cố lên, bạn còn thiếu vài cấp nữa để mở tính năng tiếp theo. Nhấp thêm lần nữa là có thể xem cấp độ yêu cầu mở tính năng khác. Lâu đài máu này cũng mở Bloodcaster này. Đấy. Nhân vật lên cấp khá là nhanh. Trong lúc mình đang mải chém gió thì nó lên là 41 rồi. Nhìn chung thì game này vẫn là theo cái kiểu là các game MU trên di động, đó là lấy làm nhiệm vụ lên cấp. Đấy, rồi tham gia các cái tính năng, đồng thời là phát triển nhân vật các thứ này nọ. Đó, mình đang không hiểu cái lớp nhân vật 2 này sẽ có tác dụng gì. Ấn vào đây thì nó cũng ra, cũng có cộng điểm này. Đó, cũng giống MU hồi xưa này. Đó, các bạn có thể cộng điểm cho nhân vật. Đó, các bạn có thể cộng điểm cho nhân vật, và nếu các bạn không biết thì ấn đề xuất. Đăng. À đây đây đây, ủa nhìn bé quá. Tức là các bạn sẽ, như vậy là anh em sẽ được chơi toàn 3 lớp nhân vật luôn. Các bạn có thể thêm nhân vật mới, các bạn có thể tối đa là 3 nhân vật chiến đấu cùng lúc. Đây là một cái điểm khá là hay, khá là đặc biệt của con game này. Tức là các bạn khi vì chơi một nhân vật thì các bạn phải chơi cùng lúc 3 nhân vật khác nhau. Phụ bạn có rất nhiều điểm kinh nghiệm. Rồi, chúng ta sẽ vào lâu đài máu nhá. Blackcaster này. Vũ để tăng sát thương gây ra nhé. Và nó cũng hiểu dạng đi phó bản thôi. Rồi, tăng ấn nút của Vũ để tăng. Nhạc này. Nhạc MU đấy. Nói chung là về phần cảm quan, về phần hình ảnh, các thứ này nọ thì âm thanh các thứ, hoặc một số tính năng thì nó làm khá là giống MU hồi xưa. Chẳng qua là gameplay nó sẽ có sự thay đổi lớn nhất là hệ thống là các bạn có thể điều khiển cùng lúc 3 nhân vật chiến đấu. Khá là hay. Mình thấy cũng khá là khác biệt so với các game MU trên di động mình chơi. Có thể một số bạn không thích, nhưng mà kiểu một số ông cứ kêu là không giống chất MU, nhưng mà game bây giờ nó phải có sự thay đổi một tí thì mới hay. Kỹ năng nhân vật các bạn cũng có thể tăng cấp tăng kỹ năng cho nhân vật của các bạn. Đó. Thật ra phó bản này nó làm khá là ngắn, nói chung là nó tối ưu giao diện và tối ưu các gameplay để cho nó rất là dễ chơi. Lại đánh tiếp này. Cái này để lên cấp này, mình thấy là lên cấp khá là nhanh. Nhân vật đây các bạn nhớ cộng điểm lên thì nó sẽ vượt ải. Ok, mình đã vượt ải thành công. Và tiếp tục đi làm nhiệm vụ các bạn. Nó sẽ có hệ thống nhiệm vụ, các bạn click vào nó sẽ đi làm nhiệm vụ. Đi cộng điểm đã. Mình nghĩ là game này các bạn cứ để đề cử cộng điểm đi. Chúng ta sẽ ở trong phần nhân vật, chúng ta sẽ phần ngọc thần binh này, quân hàm này, danh hiệu này. Đó. Nhận thưởng thành tựu này thì nhận thưởng. Lại đi đánh quái tiếp. Nói chung là chơi game nó cũng khá là nhàn thôi. Thành phúc lợi xem có gì nào. Nhận thưởng. Wow. Bạn giành được danh hiệu hạng nhất rồi. Trở thành VIP cũng nhận được danh hiệu rất lợi hại đấy. Người có cấp độ và lực chiến xếp hạng nhất mỗi ngày đều nhận được danh hiệu. Ok em. Một giọng nữ hướng dẫn khá là hay. Thay thế trang bị này. Bạn kiếm được một trang bị trác việt kia. Đây là trang bị rất lợi hại đấy. Thuộc tính trác việt càng nhiều thì trang bị càng lợi hại. Ok, tiếp tục đi thôi. Chơi lên 79 rồi, không biết bao giờ là chuyển được chuyển sinh. Cái game này chắc chắn là sẽ có chuyển sinh rồi. Mình cứ cày tiếp. Thành tựu này, các bạn lấy hết thành tựu này nó thưởng khá là nhiều.
Nói chung là đây là một cái game H5, nên là nó cũng không quá nhiều tính năng đâu anh em ạ. Đây, quan trọng nhất là một cái phần rèn đồ các thứ này, các bạn này cường hóa trang bị này. Và các bạn sẽ cần đá cường hóa, nó gọi là ngọc chúc phúc. Đó, về cơ bản thì nó chỉ có vậy thôi. Một số tính năng như vậy. Phần kỹ năng này. Đến shop mới nhận được kỹ năng à? Rồi chúng ta sẽ đi thử kiếm mấy loại kỹ năng mới xem nào. Đó, có những cái kỹ năng là bắn kim cương. Mua luôn. Ôi. Tốn kỹ năng phết nhỉ? Hết tốn tiền phết. Học phát này. Đó, mình có thể học kỹ năng phát. Đó, mình sẽ học thêm kỹ năng để dùng. Đấy, bây giờ phải đi kiếm vàng rồi. Vàng nó game này rất tốn vàng. Tức là các bạn phải mua trang bị hoặc mua sách kỹ năng được. Chưa mở thành thành tựu đạt 100 điểm ạ. Ok. Thế là rồi, bây giờ mình sẽ đi làm tiếp nhiệm vụ này. Mình đã học thêm một kỹ năng mới rồi. Mua 9 vật phẩm. Khổ quá hết tiền rồi. Được mở ra được đồ này. Chưa rồi, có một cái vật phẩm là mới mình bỏ mất rồi. Bây giờ làm sao nhỉ? Ok, lúc ấy mình quên mất mình không mua thưởng cuộn là mới này. Tôi luyện trang bị. Ui, còn không đủ để được một cái cuộn này cơ. Cấp 70 đây, nó mở 40 này, 70 là mở Devin Square này. Đấu trường quỷ này. Ok, mình sẽ đi tiếp làm nhiệm vụ tiếp nhé. Vào luận mỗi ngày được 3 lần. Nói chung là cái lượng phụ bản này nó sẽ giới hạn theo giới hạn, sẽ có giới hạn. Các bạn có thể tăng sát thương lên này, tốn tiền để tăng sát thương đánh cho nhanh. Đấy, nghe nhạc lại nhớ đến một buổi xưa quá. Mẫu hồi xưa, chắc chắn là cái này có quẩy rồng cái thứ rồi, nhưng mà hồi xưa thì cày rất là vui vì hồi đấy là game mẫu là game online đầu tiên được anh em được chơi. Thời đấy là mấy gì dùng mạng ADSL thôi ấy. Hồi đấy là MU xong rồi gắn bao xong rồi võ lâm truyền kỳ đấy. Hồi đấy nó chơi game nó vui hơn nhiều, nó mệt nhưng mà vui. Nhưng mà bây giờ là bảo tôi chơi mấy game đấy tôi cũng chịu vì nó rất là mất thời gian, mình không còn vẻ như hồi xưa nữa. Bây giờ game nó đơn giản hơn, nó dễ hơn rất nhiều rồi. Thì chúng ta cũng bị bệnh rồi, phải bệnh lười ấy anh em. Nhà mình cũng không máu lắm. Ok, tôi cũng đánh này. Lần này phải đánh có vẻ yếu nên mình có thể tăng. Ôi, hết vàng rồi. Nói chung là game này cày cuốc cũng khá là mệt đấy. Và thật sự thì nó cũng mang một chút yếu tố là pay to win đi. Bởi vì mình thấy là đồ thì các bạn, để mà cày đồ thì mình nghĩ là rất là khó, các bạn sẽ phải nạp tiền mà nhiều hơn. Thì game này nếu các bạn xác định chơi giải trí, bởi vì nó là màn hình dọc mà nó dễ chơi thì khá là ok. Bạn nào, tất nhiên là bạn nào mà ông nào có nhiều tiền muốn làm VIP thì cũng có thể nạp. Vì mình thích ở game này đó là hệ thống
điều khiển ba nhân vật cùng lúc, tức là thay vì là mình chỉ chơi một nhân vật cố định thì mình có thể cùng lúc là có ba nhân vật để chơi. Đấy, rất là hay. Bù lại thì để mà phát triển cùng lúc ba nhân vật thì cũng khá là tốn kém đấy. Đấy, đấy là ý kiến của mình. Được hạng A vì búp, không biết búp nhiều. Mở tính năng chuyển nghề này. Ok, chúng ta sẽ vào chuyển nghề. Lên level 120 mở chuyển. Ok. Thêm mua này đi. Ủa hết cả tiền luôn. Ok, đi xuống tầng hầm 3, tức là mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đây thì mình sẽ đi cộng điểm. Cộng điểm thế đề cử thôi. VIP thì được thêm cộng điểm đấy. Anh em thấy sự chênh lệch không? Nó là gì nữa? VIP các bạn sẽ được cộng nhiều điểm hơn, tức là các bạn sẽ khỏe hơn một chút so với những người bình thường rồi. Đấy, đồ đạc này. Đồ nó giao diện, đồ nó cũng khá là giống hồi xưa. Nói chung là game này nó sẽ không giống MU Online hồi xưa hoàn toàn, nó sẽ có sự thay đổi và nếu anh em chấp nhận được cái sự thay đổi đấy thì mình nghĩ đây là một cái game mà đáng để fan MU để có thể chơi chơi thử. Có tiểu quỷ gì này, như kiểu con pet đi anh cùng ấy. Tiêu diệt bot. À, đánh bot này. Tôi luyện trang bị. À, các bạn có thể tôi luyện trang bị để được thưởng. Mua 15%, 15 vật phẩm. Ok, đủ rồi. Đấy, mở đồ ra những đồ nó ngon hơn. Bây giờ mình sẽ đi đấu trường quỷ nhá. Devil Square. Sắp 120 rồi. Là phụ bản có cực nhiều điểm kinh nghiệm. Sát thương của bạn càng cao thì nhận càng nhiều kinh nghiệm. Đừng quên cổ vũ để tăng sát thương gây ra và sử dụng thuốc kinh nghiệm nhé. Thuốc kinh nghiệm này. Ồ, không đủ tiền rồi. Tăng hiệu suất. Ok, đây, đấu trường quỷ đây các bạn, thì đi đánh quái thôi. Và một nó sẽ kéo dài khoảng hơn phút, 1 phút 30 giây. Nói chung là các tính năng thì nó sẽ giống MU nhưng mà nó tối ưu và nó tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều, nó kiểu mini đi hơn rất nhiều ấy. Ấy lên cấp 109 rồi. À, các bạn có thể nhớ cộng điểm nha, đánh cho khỏe. Cộng điểm còn mặc đồ được thì phải, nếu mình không nhầm. À, học kỹ năng mặc đồ. Thế nào? Đó, ví dụ mỗi cái trang bị nó sẽ ngoài cái chỉ số ra nó sẽ cần các chỉ số nhân vật nó phù hợp thì có thể mặc mới có thể mặc được. Thank you.
Rồi lên được cấp 111. Khiêu chiến tinh anh. Đấy, các tính năng nó sẽ mở dần dần ra. Đây. Rất là nhiều. Chuyển nghề lần 4 thần binh này, boss thế giới. Đó, rất là nhiều. Chiến đấu nhanh giúp nhận được nhiều ESP. Sau mỗi lần sử dụng, bạn sẽ được tăng 20% sát thương trong 5 phút. Vậy nên nó rất thích hợp để vào Devil Square và lâu dài. Lần phát, một phát lên level 124 luôn. Đây, ấn vào đây. Khá là hay nha, đây là cái hoạt động hàng ngày đây, anh em thấy không? Đây là hoạt động ngày của trong con game MU Đại Thiên Sứ H5 này. Chúng ta sẽ có lâu đầy máu này, chiến đấu nhanh, Devil Square. Mỗi ngày được 2 lần, nó có giới hạn, nói chung là nó sẽ có giới hạn. Và các bạn hoàn thành thì nó sẽ được thưởng. Đây, thưởng nha. Đó, cố gắng được mắc địa điểm hoạt động này lên. Số lần giới hạn, kích hoạt VIP sẽ nhận thêm mua. Đó, nói chung là cũng phải nạp VIP vào, thứ này nọ. Ồ, đánh Baroque này. Đây, các bạn để chuyển nghề này. Chuyển nghề rồi, sau khi chuyển nghề, bạn sẽ học được nhiều kỹ năng. 50 vạn vàng. Được cánh, từ đó lực chiến tăng nhanh chóng. Những nhân vật khác sau này có thể lựa chọn chuyển thành nghề bổ trợ nữa. Ok, mình đã chuyển nghề rồi thì phải ấn một phát là xong luôn. Bổ sung may mắn này, kiểu ghép ngọc. Ồ, nói chung là cũng khá nhiều tính năng để mình tìm hiểu đấy. Ơ, mình chuyển rồi mà. Tưởng chuyển rồi mà nhỉ. Level 6. Ok. Ơ, tôi tưởng tôi ấn chuyển nghề rồi mà nhỉ. À, còn phải đi thu thập sách đế vương này nữa. Ok. Đấy, phải đi đánh quái để xách tới vương. Ok, mình sẽ đánh để chuyển nghề cho anh em xem nhá. Nói chung là con MU này nó chơi kiểu dạng cày cuốc, kiểu đơn thuần thôi và nó cũng không có gì khó khó đâu các anh em ạ. Chơi nó cũng khá là rất là dễ hiểu. Nói chung là chơi để giải trí thì cũng được. Đó, mình sẽ cố gắng đánh được 10 cái xách đế vương này. Sảnh phúc lợi này, các bạn nhìn nhận thưởng này. Được 100 là lấy được. Đấy, được cái đồ gì đấy. Thay thế phát. Năm trên 10 rồi. Ôi, khảm ngọc này, khảm nhanh. Ô, cũng có khảm ngọc nha, này nọ. Khá là hay luôn. Đó. Nói chung là mình bảo rồi, cái game này tốn kém nhất là việc là các bạn nếu hay là ở việc là các bạn điều khiển cùng lúc ba nhân vật, nhưng mà sẽ hơi khó đấy các bạn cày chay, bởi vì nó rất là vất vả khi các bạn sẽ cùng lúc là nâng cấp cho ba nhân vật. Nói chung là đây là điểm sáng của cái con game MU Đại Thiên Sứ này, một điểm, một sự khác biệt mà mình nghĩ là khá là hay ho. Ui, 5 triệu vàng được bạn ơi, nhiều tiền quá. Hoàn thành này.
Ủa, chuyển nghề nó cũng không đơn giản đâu anh em ạ. Phải làm một chuỗi nhiệm vụ để chuyển nghề. Chứ không phải là một click là chuyển luôn. Ok, như vậy là mình cũng biết rồi. Tức là các bạn chuyển nghề thì các bạn sẽ phải làm một chuỗi nhiệm vụ. Đấy. Bây giờ là mình phải đi làm một chuỗi nhiệm vụ luôn. Đây, sau này các bạn có thể lựa chọn cái hướng đi của nhân vật của mình. Đó, loại trí tuệ hoặc loại nhanh nhẹn. Giảm sát thương bản thân và đồng thời nhận. Đây, cái này dụ thiên về tấn công này, còn là cái này thiên về hỗ trợ. À, được của nó. Đây, nó sẽ chia nhánh nha. Mình sẽ thiên về loại trí tuệ chẳng hạn. Đó đấy. Đó, mình chuyển nghề được rồi, mình đã chuyển sang loại là sẽ đi mua sách kỹ năng nhá. Hình như là sách quẩy rồng thì phải. Rồi, đến... Ôi ôi, mất kim cương rồi. Mua thử cái này đi mà. Rồi, sóng hắc long vậy. Mua thử cái sóng hắc long này. Mua, đó mình mua thêm cái. Ui, tốn tiền phết, đùa đâu. Đó. Ok, học được khá nhiều kỹ năng rồi, đi đánh thử nào. Thử xem có quẩy rồng các thứ hay không này lọ. Đấy, quẩy rồng này, đây anh em thấy không? Đấy, khung giá khá là giống hồi xưa nó là của nó ấy chứ, cũng được. Đấy, nói chung là các tính năng quan trọng nhất của game thì nó cũng đã sâu ra rồi. Về sau thì chúng ta sẽ có thêm những tính năng như kiểu là boss thế giới, thần binh, đấu trường, thử thách vô cực. Nó như vậy thôi. Thì mình cũng giới thiệu nhanh cho anh em về cái con game MU Đại Thiên Sứ H5 này. Đây là một cái con game do VMG phát hành tại Việt Nam. Các bạn có thể chơi trên tải file APK trên Google Play hoặc là file... nói chung là có thể tải game ở trên Google Play và App Store. Ngoài ra thì anh em có thể chơi trên trình duyệt web của PC, trình duyệt web của mobile cũng chơi được, nhưng mà mình không khuyên là các bạn. Cái game này nó chưa tối ưu được tốt lắm. Lúc đầu mình định thử chơi bằng trình duyệt web của cái giả lập nhưng mà nó không load được. Mình nghĩ là nếu các anh em chơi thì chơi bằng PC thì chơi bằng trình duyệt web PC cũng được. Còn đâu thì anh em chơi bằng phải APK, chơi bằng file cài đặt ở trên Google Play App Store là ok nhất. Rồi, như vậy là mình cũng là hoàn thành xong một cái video trải nghiệm nhanh con game MU Đại Thiên Sứ H5. Thì đây là một cái game về MU, chơi trên màn hình theo kiểu màn hình dọc. Và nó cũng giống MU khoảng, mình nghĩ là khoảng 60% về mặt hình ảnh, về mặt các cái tính năng. Mặc dù có thể là tên gọi thôi nhưng mà nó cũng là giống, nhưng mà nó sẽ được tối ưu đi. Nó không giống giống hoàn toàn nữa rồi. Bởi vì nó sẽ tối ưu cho việc là thao tác trên di động. Thì mình nghĩ là cũng tùy anh em suy nghĩ thôi. Nếu mà anh em nào mà fan MU mà thích sự đổi gió thì có thể chơi này. Bởi vì đây là điểm cộng nhất là cái hệ thống mà cho phép chúng ta điều khiển ba nhân vật cùng lúc. Đó. Cố lên, đánh thắng chúng là có thể nhận được nhiều kinh nghiệm và ngọc thuộc tính. Đánh boss. Ngọc thuộc tính. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ có lẽ video mình sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Bạn nào mà thấy hay có thể like, share, chia sẻ giúp cậu vàng nhé. Ngoài ra đừng quên ấn nút subscribe ủng hộ cho kênh Tech Game Online. Cảm ơn anh em rất nhiều và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Bye bye.